là cái nhóm thuốc chống đề kháng insulin ha. À, chống chỉ định ở những người có nguy cơ nhiễm toan ha. Những người có nguy cơ nhiễm toan là những bệnh nhân suy gan, suy thận, suy hô hấp, hoặc bệnh nhân nghiện rượu ha. Hoặc là những cái bệnh nhân có sử dụng thuốc cản quang ha. Những cái bệnh nhân có sử dụng thuốc cản quang thì cũng có nguy cơ suy thận cấp, cho nên là những cái bệnh nhân sử dụng thuốc cản quang thì mình phải ngưng metformin 48 giờ trước và sau khi sử dụng thuốc cản quang. Cách sử dụng metformin là mình uống sau khi ăn và sử dụng liều thấp rồi tăng dần lên. Cái metformin đó, thuốc này đó, nó có những cái ưu điểm ha. Thuốc này là thuốc được khuyến cáo lựa chọn hàng đầu cho bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 nếu mà bệnh nhân dung nạp được và không có chống chỉ định. Lý do là nó có những cái ưu điểm nè, là hiệu quả cao, ít tác dụng phụ và chi phí thấp ha. Thì thứ nhất là nè, nó không có tác dụng phụ hạ đường huyết nè, nó không làm tăng cân nè, và cái hiệu quả nó làm giảm HbA1c á, nó chỉ sau cái insulin thôi à. Hiệu quả nó tương đương với nhóm sulfonylurea đó à, nó chỉ có ra có thể 1,5% HbA1c, và thuốc này rẻ tiền. Ủa, bạn nào bị tắt tắt mic giùm đây nha. Cái nhóm mà làm nhạy tăng nhạy cảm với insulin ở mô thứ hai là nhóm mà thiazolidinediol. Cái nhóm này mình gọi tắt là nhóm TZD. Hiện nay cái nhóm này còn hai thuốc còn được sử dụng. Hai mấy em khỏi cần nhớ cái tên trong cái ngoặc này nha. Em chỉ nhớ cái rosiglitazone và bioglitazone ha. Mình nhận diện cái thuốc thuộc cái nhóm này là như cái chữ glitazone. Cái cơ chế của cái thuốc này á, không em khỏi cần nhớ cơ chế của thuốc này đâu, khỏi cần nhớ em chỉ cần biết cái nhóm TZD là cái nhóm thuốc làm tăng nhạy cảm với insulin. Thì cái nhóm thuốc này á, có những cái tác dụng phụ quan trọng á, là nó gây phù. Cái tác dụng gây phù này là do giữ nước, nó làm tăng cân, cái tên làm tăng cân, nó làm tăng men gan. Nó làm tăng men gan ALT á, nó gây loãng xương ha. Bốn cái tác dụng phụ quan trọng nhất khi mình nói tới cái nhóm TZD là phù, do giữ nước, tăng cân, tăng men gan và gây loãng xương. Đối với rosiglitazone á, thì khi sử dụng kéo dài á, nó làm tăng nguy cơ thiếu máu cục bộ cơ tim. Còn cái bioglitazone á, thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ gây ung thư bàng quang. Nói chung là mấy cái thuốc uống thì mình không có sử dụng cho bệnh nhân mang thai nha. Cái thuốc này thì nó có nguy cơ dị dạng bào thai và nó có đi qua sữa mẹ, cho nên không sử dụng cho người mang thai và cho con bú. Nó làm tăng men gan, cho nên ở những cái bệnh nhân bị suy gan hoặc là những cái bệnh nhân mà có men gan ALT tăng hơn 2,5 lần trên giới hạn bình thường cũng không có được sử dụng. Và do nó có tác dụng giữ nước đó, cho nên ở những cái bệnh nhân mà suy tim độ 3 độ 4 phân loại theo EHA đó thì cũng không có sử dụng, do nó làm tác dụng làm tăng tăng cái thể tích tuần hoàn do tăng giữ nước đó. À, cái thuốc này á, thì một ngày mình sử dụng một lần thôi, có thể uống lúc no hoặc là lúc đói cũng được, nó ít có ảnh hưởng. Và cái nhóm thuốc này á, mặc dù nó có nhiều tác dụng phụ nhưng mà cái nhóm thuốc này á, có thể nó có ưu điểm là mình có thể sử dụng cho những cái bệnh nhân mà suy thận nặng á. Và khi sử dụng cái nhóm thuốc này nên cân nhắc giữa cái nhu cầu điều trị và cái tác dụng phụ của thuốc. Cái nhóm thuốc thứ ba là nhóm ức chế hấp thu gluco ở ruột ha. Thì mấy em cũng không cần nhớ mấy cái thuốc mà trong mặt này ha. Mấy em chỉ nhớ cái thuốc cái chữ in qua động này thôi, là acarbo, micriton,
Boslibo. À, mấy cái thuốc này nó cũng không có cái nguyên tắc chung để cho mình nhớ. Có ba thuốc mà em đáng nhớ nha. Cái đường đường á, để có thể hấp thu được ở qua ruột á, thì phải là ở dạng đường đơn thì mới mới cơ thể mới hấp thu được, mới hấp thu qua ruột được. Thì để thủy phân đường á, những cái dạng đường phức hoặc là đường đường đôi á, để có thể hấp thu được thì phải nhờ có cái hệ thống enzyme alpha glucosidase. Cái hệ thống enzyme alpha glucosidase này nó sẽ thủy phân đường thành đường ở dạng đường đơn để hấp thu ha. Thì cái nhóm thuốc này là nhóm thuốc ức chế cái enzyme alpha glucosidase, cho nên những cái dạng đường đường phức hoặc là đường đôi rồi đó ha, nó sẽ không có hấp thu được. Cho nên cái nhóm này á, mình gọi là nhóm ức chế hấp thu glucose ở ruột hoặc là nhóm thuốc ức chế enzyme alpha glucosidase. Do cái cơ chế tác dụng là nó ức chế hấp thu carbohydrate, tức là những cái loại đường phức á, ở ruột á. Cho nên cái nhóm thuốc này á, nó chỉ phát huy tác dụng khi bữa ăn mình có ăn tinh bột nó mới phát huy tác dụng thôi. Còn nếu mà mình trong bữa ăn của mình nó dùng như mình ăn ăn trái cây á, hoặc là mình sử dụng những cái loại đường đơn á, thì nó không sẽ không không có tác dụng nha. Và cái thuốc này á, thì chủ yếu là nó kiểm soát đường huyết sau ăn và nó không có tác dụng phụ hạ đường huyết. Cái nhóm thuốc này tác dụng chủ yếu là nó gây rối loạn tiêu hóa, gây rối loạn tiêu hóa. Cái tinh bột mà không tươi hoặc ăn không tiêu đó, nó không tiêu hóa được đó, thì nó sẽ tạo hơi, cho nên nó sẽ gây đầy hơi, đau bụng và không có đường, không có hấp thu được đó, nó sẽ gây tiêu chảy thẩm thấu ha. Cho nên cái tác dụng quan trọng nhất của cái nhóm thuốc này á, là nó gây rối loạn tiêu hóa, biểu hiện là đầy hơi, đau bụng hoặc là tiêu chảy. Cái thuốc này nó có thể sử dụng, nó có thể gây tăng nhẹ cái men transamina, cái men gan nha, SGOT hoặc SGPT đó. Thuốc này thì nó không có tác dụng phụ hạ đường huyết, nó không làm tăng cân. Chống chỉ định cái nhóm thuốc ức chế enzyme alpha glucosidase ở những bệnh nhân bị hội chứng kém hấp thu. Tại vì cái thuốc này tác dụng chủ yếu của nó là nó cái tác dụng phụ thường nhất là rối loạn tiêu hóa đó. Mà bệnh nhân bị hội chứng kém hấp thu là người ta bị rối loạn tiêu hóa thường xuyên rồi, thì mình sử dụng nó không có phù hợp ha. Hoặc là bệnh nhân tắc ruột mà mình uống mấy cái thuốc mà nó tạo hơi trong bụng đó, nó sẽ làm tăng nhu động ruột, nó sẽ làm đau bụng nhiều hơn. Những người mang thai hoặc là cho con bú, những người này cái nhu cầu dinh dưỡng rất là cao, mà mình sử dụng cái thuốc mà nó tác dụng phụ gây rối loạn tiêu hóa đó thì nó không phù hợp ha. Nó có thể gây chống chỉ định ở trên những cái bệnh nhân mà suy thận nặng. Cái nhóm thuốc này á, thì mình uống hoặc là nhai cũng được, nhưng mình dùng trước các bữa ăn ha. Mình uống thì mình uống xong rồi mình ăn liền, hoặc là mình nhai thì mình nhai cùng với miếng cơm đầu tiên ha. Cái thuốc này nó cũng có tác dụng phụ là rối loạn tiêu hóa, cho nên mình để giảm cái tác dụng phụ này á, thì mình uống lúc no, mình sử dụng lúc no. Xin lỗi, mình uống ngay bữa ăn và mình uống từ cái liều thấp xong rồi tăng dần lên ha. Cái thuốc này mình uống, mình sử dụng ngay cái bữa ăn và mình sử dụng từ cái liều thấp xong rồi tăng dần lên. Và cái thuốc này á, thì nó không có tác dụng phụ hạ đường huyết, nhưng mà khi mà mình phối hợp với một cái nhóm thuốc khác mà nó gây hạ đường huyết thì mình chú ý điều trị cái tình trạng hạ đường huyết này ha. Là thí dụ như mình cái nhóm thuốc này nó không có tác dụng phụ hạ đường huyết, nhưng mà mình phối hợp với nhóm sulfonylurea thì bệnh nhân bị hạ đường huyết. Thì khi mà bệnh nhân bị hạ đường huyết đó, thông thường đó là mình sẽ cho bệnh nhân uống nước đường. Uống nước đường thì về trong trường hợp này á, thì mình cho bệnh nhân uống nước đường, cái loại đường mà mình ăn thường ngày đó, có được không? Theo mấy em thì có được không? Có được không mấy em?
Thì trong cái mình cho bệnh nhân uống nước đường, cái đường mình ăn thường ngày là không được ha. Cái đường mình ăn thường ngày là đường saccharo hoặc là đường sucrose, đường đó là đường đôi. Cái đường đó là muốn hấp thu thì phải có cái enzyme alpha glucosida nó cắt thành đường đơn mới hấp thu được. Và trong đây mình sử dụng cái thuốc này là nó ức chế enzyme alpha glucosida rồi, cho nên nó sẽ không hấp thu được. Cho nên trong trường hợp này đó mà mình phải điều trị cái tình trạng hạ đường huyết đó, thì mình phải sử dụng mấy cái loại đường là mà đường đơn đó, ví dụ như là đường gluco hoặc là đường dextro thì mới được ha, hoặc là đường đường trái cây, đường fructose đó cũng được, hoặc là đường trong sữa, đường galactose cũng là đường đơn. Cái nhóm mà thuốc uống cuối cùng ha, nhóm thuốc ức chế tái hấp thu gluco ở ống thận. Nhóm thuốc này gọi là nhóm thuốc ức chế SGLT2 ha. Thì mấy em nhìn những cái thuốc này á, nó tận cùng là có chữ cliprozin, cana cliprozin, gaba cliprozin, emba cliprozin, vân vân ha. Mình nhận diện cái thuốc thuộc nhóm này nó có chữ cliprozin ở phía sau nè. Đây là cầu thận, ống lượng gần, qua lê, ống lượng xa, ống góp ha. Thì khi mà ở ở cái ống lượng gần nè, thì có cái chất SGLT2 nè, là cái chất đồng vận chuyển gluco với lại natri á. Cái chất đồng vận chuyển gluco với lại natri. Anh đợi tôi chút xíu nha. Nghe rồi, nghe rồi, nghe đang giải. Biết rồi. Tiếp tục nè. Cái ở cái ống lượng gần này có cái chất SGLT2 nè, cái chất đồng vận chuyển gluco với lại natri nè. Bình thường ở cái ống lượng gần này thì hơn 90% gluco nó sẽ được tái hấp thu ở ở ống lượng gần nè. Và số còn lại ông được tái hấp thu ở ống lượng gần bởi cái chất SGLT2 nè, và cái chất cái lượng đường còn lại, lượng đường còn lại nó được sẽ được tái hấp thu bởi cái chất SGLT1 nè. Thì cái nhóm thuốc này đó nó sẽ đây nè, cái chất SGLT2 nó ở cái ống tế bào ống lượng gần nè, nó tái hấp thu gluco, nó kéo theo natri luôn. Thì đây cái nhóm thuốc này thì nó sẽ ức chế cái này, ức chế cái chất SGLT2 nè, thì nó làm cho cái gluco nè nó làm hạ đường huyết bằng cách mất đường theo nước tiểu, mất đường theo nước tiểu ha. Mà một khi mà trong nước tiểu á, nó có đường á, thì nó sẽ có nguy cơ là dễ bị nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc là đường sinh dục. Và cái nếu mà đường thì nó sẽ kéo theo nước, mất đường thì nó sẽ kéo theo nước, cho nên sẽ có nguy cơ mất nước và nó mất natri nữa. Nó mất natri, nó kéo theo natri thì nó sẽ có nguy cơ hạ huyết áp, nhưng mà tác dụng này nó thấp thôi. Và gần đây á thì FDA cảnh báo là thuốc này sử dụng nó có nguy cơ nhiễm toan máu. Cái nhiễm toan máu này nó dễ xảy ra đối với những cái bệnh nhân mà bị mất nước. Và đối với cana cliprozin á, thì một cái thử nghiệm lâm sàng vào năm 2015 á, thì đưa ra bằng chứng là cái thuốc này á, sử dụng nó làm tăng nguy cơ gãy xương. Cái thuốc này thì mình một ngày mình uống một lần, mà mình có thể sử dụng cùng, có thể sử dụng lúc no lúc hoặc là lúc đói cũng được, nó ít có ảnh hưởng ha. Cái nhóm thuốc này là nó có tác dụng giảm cân. Hồi nãy giờ á, mình học chỉ có nhóm mà nhóm thuốc làm tăng cân với lại không làm tăng cân thôi. Thì đây là nhóm thuốc đầu tiên là nó có tác dụng làm giảm cân, nó không có tác dụng phụ hạ đường huyết ha. Và những cái thuốc ở trong cái nhóm này á, như là
EMBA, Clivogen, Cana, Clivogen, DABA, Clivogen. À, thì những cái thuốc này á, đã được chứng minh là làm giảm các biến cố do tim mạch, làm giảm suy tim, có tác dụng bảo vệ thận. À, cái nhóm thuốc này á, được chỉ định, cái nhóm ức chế SGLT2 nè, được chỉ định cho bệnh ưu tiên, được ưu tiên lựa chọn cho bệnh nhân đái tháo đường type 2 có suy tim và có bệnh thận, có bệnh thận mạng. À, mình cái thuốc này nó có tác dụng bảo vệ thận nhưng mà nó bị hạn chế bởi cái độ lọc cầu thận ha. Cho nên nếu mà cái độ lọc cầu thận dưới 30 ml trên phút đó, thì không cho phép sử dụng ha. À, và cái nói về cái tác dụng mà chỉ định đái tháo đường type 2 có suy tim á, thì thực ra đó, cái nhóm thuốc này đó, ở những cái bệnh nhân mà không có đái tháo đường mà có mà bệnh suy tim thì cũng có chỉ định sử dụng trong cái khuyến cáo điều trị suy tim của Hội Tim Mạch Châu Âu 2018. Trong cái khuyến cáo và điều trị đó, thì có chỉ định sử dụng cái nhóm ức chế SGLT2 nè, nhóm thuốc này cho những cái bệnh nhân bị suy tim ha. Tức là không có đái tháo đường mà có suy tim thì cũng có chỉ định sử dụng cái nhóm thuốc này. Cái nhóm thuốc thứ ba, mình có ba nhóm thuốc lớn đó, là nhóm insulin, nhóm thuốc uống và nhóm mà điều trị đái tháo đường tim nhưng không phải là insulin ha. Thì cái nhóm mà nhất là nhóm đồng vận với gen là P1, nhóm mà đồng vận với gen là B1 à, là cái nhóm thuốc này thì mấy em thấy là nó nói về mà cơ chế tác dụng thì nó giống như nhóm thuốc nào? Nó giống như nhóm thuốc ức chế D4 đó. Cái nhóm thuốc ức chế D4 thì nó làm mình sử dụng nó làm tăng gen là B1 nội sinh ha. Còn cái này là mình đưa cái peptide mà nó giống với gen là B1 đó. Mình đưa nó từ phía bên ngoài vào ha. Nó, do bản chất của nó là peptide cho nên mình sử dụng bằng đường tiêm. Thì những cái thuốc ở trong cái nhóm này á, người ta biết được cái tác dụng mà điều trị bệnh đái tháo đường á, một cách tình cờ từ cái hoạt chất là Eisenstat nè. Cái chất này nó có trong nước bọt của con thằn lằn ghi la sống ở ở ở châu Phi đó. Cái con thằn lằn này á, nó cắn người ta. Người ta chết vì 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 cái bị cái con thằn lằn này cắn. Người ta muốn tìm hiểu coi cái chất độc gì mà nó gây chết người á, thì người ta phân lập được ở trong nước bọt của con thằn lằn này á, có một cái peptide mà nó giống với gen là B1 hơn 50%, giống với gen là B1 hơn 50% và nó không bị phá hủy bởi gen bởi cái enzyme D4 à, nó giống với gen là B1 hơn 50% và nó đề kháng với D4, tức là nó không bị phá hủy bởi enzyme D4, thì ra người ta chết vì bị hạ đường huyết. À, từ đó đó người ta mới mới tổng hợp ra những cái peptide mà nó tương tự, nó giống với gen là B1, nó tương tự với gen là B1 và nó không bị phá hủy bởi D4 để điều trị đái tháo đường. Và cái đặc biệt cái nhóm thuốc này á, là cái thuốc thứ hai để gây giảm cân. À, cái thuốc uống mà duy nhất gây giảm cân là lúc ức chế SGLT2 đó. Còn cái nhóm này, nhóm thuốc tiêm đầu tiên nó là nó gây giảm cân, nó không có tác dụng phụ hạ đường huyết. Và cái nhóm thuốc này cũng vậy, nó được chứng minh qua các thử nghiệm mà lâm sàng vào năm 2018 là nó có tác dụng làm giảm cái biến cố tim mạch. Giảm những cái biến cố tim mạch. Cái thuốc này thì mình sử dụng tiêm mà cũng tiêm dưới da, tiêm trước khi ăn, chỉ định cho đái tháo đường type 2. Cái thuốc này thì nó ở những ở dạng bút tiêm. Và cái đây là cái thuốc điều trị đái tháo đường mắc tiền nhất. Và thuốc ở dạng tiêm. Thì cái thuốc này đó mà thuốc sử dụng đường tiêm nhưng mà tác dụng phụ của nó chủ yếu là tác dụng phụ ở trên đường tiêu hóa. Nó gây rối loạn tiêu hóa. À, 1/3 cái tỷ lệ mà gây rối loạn tiêu hóa rất là lớn nha. Chiếm 1/3 các trường hợp sử dụng cái đồng vận với gen là B1. Nó có thể gây tăng axit dạ dày, gây trào ngược dạ dày thực quản, gây viêm tụy,
ung thư tụy, gây hoại tử tụy, nó có những cái tác dụng, có những cái tác dụng phụ mà mình, đây là thuốc mới, nó có những cái tác dụng phụ mà mình chưa có hiểu hết. Cái thuốc trong cái nhóm mà động vật nguyên gen là B1 nè, là cái mấy cái thuốc mà được qua cái thử nghiệm lâm sàng á, là nó có chứng minh là nó có nó ngăn ngừa được những cái biến cố của bệnh tim mạch đó. Thí dụ như là lirarutic, semalutic hoặc là eszenatic dạng phóng thích kéo dài ha. Thì những cái thuốc này nè được ưu tiên lựa chọn cho những cái bệnh nhân có bệnh tim mạch do xơ vữa. Còn cái nhóm mà ức chế SGLT2 nè, ví dụ như EMBA, glycogen, canagliflozin hoặc là dapagliflozin, là cái nhóm những cái thuốc này là ưu tiên lựa chọn cho bệnh nhân suy tim và bệnh thận mãn. Tức là cái những cái thuốc trong nhóm này nè, không phải là tất cả những cái thuốc trong nhóm này, mà người ta chọn những cái thuốc nó được chứng minh qua thử nghiệm lâm sàng thôi. Cũng cái thuốc nhóm động vật mới gen là B1 này cũng vậy. Không phải tất cả những cái thuốc này á, là nó đều giống, mà người ta chọn là những cái thuốc mà nó đã có lợi ích, nó thể hiện qua những cái thử nghiệm lâm sàng thôi. Cái thuốc cùng là chất tương tự amylin, hay mình còn gọi là amylin analog. Cái hoạt chất là ramlintic. Thì cái amylin là gì? Amylin đó thì cái hormone này á, trong cơ thể mình á, thì nó được sản xuất ra bởi tế bào beta của tuyến tụy, được sản xuất ra sau khi ăn. Khi mà cái sau khi ăn á, thì ví dụ như 100 phần là insulin được sản xuất ra, thì có một phần là amylin. Amylin nó có tác dụng làm chậm đẩy thức ăn từ dạ dày xuống ruột, nó cho mình cái cảm giác nhanh no, và nó làm giảm cái nồng độ glucagon trong trong máu nha. Cái thuốc này nó không có tác dụng phụ hạ đường huyết, mà nó cũng có tác dụng giảm cân. Cái thuốc này đó thì nói chung là nó cũng là cái loại thuốc mà mắc tiền, và nó mà học thì mình học cho nó đầy đủ các nhóm thôi, chứ cái thuốc này á, ở trên lâm sàng á, trong những cái hướng dẫn điều trị đái tháo đường á, người ta ít có sử dụng cái thuốc này lắm. Tại vì cái thuốc này thứ nhất là mắc tiền, thứ hai là nó là cái thuốc tim, và cái thứ ba là cái hiệu quả của nó cũng thấp ha. Và mình sự chỉ định cũng tiêm dưới da trước các bữa ăn, chỉ định cho đái tháo đường tiếp 1 và đái tháo đường tiếp 2. Nãy nói đái tháo đường tiếp 1 á, là nó thiếu insulin tuyệt đối, cho nên điều trị insulin không thôi. Sao tại sao đây mình nói chỉ định cho đái tháo đường tiếp 1 nữa? Thì ở đây thật sự cái đái tháo đường tiếp 1 á, mình sử dụng insulin không á, cũng đủ kiểm soát đường huyết rồi. Nhưng mà cái cũng kiểm soát được đường huyết rồi, nhưng mà cái trong trường hợp mà mình sử dụng insulin mà cái thời gian kéo dài mà sử dụng liều cao đó, em nhớ cái nãy cái tác dụng phụ là nó có nguy cơ là gây gây tình trạng là kháng insulin không? Kháng insulin tức là trong cơ thể nó xuất hiện ra kháng thể làm mất tác dụng của insulin đó. Mình sử dụng trong ngày cho tới 200 đơn vị rồi mà nó vẫn không có kiểm soát được đường huyết đó. Thì để đối với đái tháo đường tiếp 2 đó, khi mà mình có phối hợp với cái ramlintic nè, cái thuốc này á, thì nó làm giảm cái nhu cầu sử dụng insulin, thì nó sẽ làm giảm cái nguy cơ mà kháng insulin. Và nó cũng có chỉ định cho đái tháo đường tiếp 2. Nói vậy thôi chứ thật ra đó trên lâm sàng người ta ít có sử dụng cái thuốc này lắm. Nội một cái mà sử dụng insulin đó, mà hai cái bút tim làm em thấy phức tạp và khó áp dụng rồi đó. Cái một cái bút tiêm cho insulin đền, một cái insulin, một bút tiêm là insulin bữa ăn đó, là cái chế độ điều trị là nó đã phức tạp rồi, khó áp dụng rồi, giờ thêm một cái loại bút tiêm nữa mà cái này nó có hiệu quả thấp, mà nó mắc tiền nữa, cho nên thuốc này nó trên lâm sàng em thấy ít sử dụng. Khi phối hợp khi sự khi điều trị đái tháo đường ha, phối hợp thuốc điều trị đái tháo đường, mấy em nhớ nguyên tắc là nhất là không phối hợp những thuốc, không phối hợp những mấy cái thuốc cùng cùng một nhóm,
À, ức chế D4 không được phối hợp với động vật với gen là B1. Hai cái này không được phối hợp chung với nhau ha. Dạ, bài tới đây là hết rồi đó. Mấy em có thắc mắc gì không? Mấy em có câu hỏi gì không? À, có hỏi gì không mấy em? Hỏi đi em. Sao em hỏi sao cô chưa chưa hiểu? À, không phải. Không phải. Cái thuốc đối với insulin đó, ủa đối với đái tháo đường tiếp 1 đó là mình sử dụng insulin. Còn đối với đái tháo đường tiếp 2 đó là mấy em có thể sử dụng tất cả những cái nhóm thuốc mà em học này. Thuốc tiêm, thuốc uống đều có sử dụng hết. Thì mai mốt nữa mấy em sẽ học tới cái phần điều trị rồi đó. Thì mấy em sẽ được hướng dẫn cái cách mà lựa chọn nhóm thuốc ha, để cô coi coi trong đây cái bài này. Đây. Thì để cái này cô nói cái này đi ha. Ủa cái này sao em? Này sao đây nó cái này sao nó trở lại đầu vậy, nó không ấy vậy ta? Để cô chiếu cái này này giờ nó có hướng dẫn cái mới nhất là của ADA, hướng dẫn của ADA 2021 rồi đó, Bộ Y tế 2020 rồi đó, nhưng mà cô sẽ à cái này sao cho nó dừng lại đây ta, sao cái này sao cô để lên đây chỗ này không được, ta muốn xíu cái slide này để giải thích cho mấy em mà không nghe không được mà. Nếu mà cô để vậy mấy em thấy được không? Không thấy được phải không? Để cái chế độ trình chiếu là sao nó không chịu dừng lại chỗ này à? Nó không chịu dừng lại chỗ này, kệ nó không chịu dừng lại mình. Vì vậy. Chỗ này mấy em nên để, nếu mà này nhỏ mấy em thấy được không? Nè. Ha. Khởi đầu nè, cái này là hướng dẫn của ADA 2017 ha. Giờ có bản mới nhất là nó nhưng mà để trả lời câu hỏi câu của em á là sử dụng thuốc như thế nào đó, phối hợp thuốc như thế nào đối với đái tháo đường tiếp 2 đó. Đối với đái tháo đường tiếp 1 thì chỉ sử dụng insulin thôi ha. Còn đối với đái tháo đường tiếp 2 nè. Thì khởi đầu là người ta sẽ sử dụng ở cái bước đơn trị liệu trước ha, khởi đầu là cái bước đơn trị liệu tức là sử dụng một thuốc á ha, một thuốc á là metformin là cái thuốc được ưu tiên lựa chọn hàng đầu nếu mà bệnh nhân không có chống chỉ định là bệnh nhân dung nạp được ha. Nếu mà ta sử dụng metformin là một thuốc mà tới trong vòng 3 tháng mà mình sử dụng mình tăng tới cái liều tối đa rồi mà nó chưa đạt được cái mục tiêu HbA1c đó, tức là mình điều trị cho bệnh nhân mình đưa ra cái mục tiêu HbA1c nó phải đạt được bao nhiêu đó, mà nó không đạt được đó,
thì mình sẽ phối hợp thêm một cái thuốc thứ hai. Thì đây mình có thể phối hợp thêm thuốc thứ hai nè, thì mình thuốc thứ hai mình có thể phối hợp là nhóm suvinil nè, nhóm tiazolidinediol nè, nhóm này gọi tắt là nhóm TZD nè, ức chế D4 nè, ức chế CNT2 nè, hoặc ức chế hoặc là chất đồng phần của gen là B1 nè, hoặc là với insulin. Cái insulin mới đầu khởi động khởi đầu sử dụng thì mình chọn cái insulin nền nè. Mình có thể lựa chọn cái thuốc thứ hai mình phối hợp một trong trong mấy cái thuốc này nha. Cái thứ tự này để là ngẫu nhiên thôi, mình chọn thì mình sẽ lựa chọn cái gì hiệu quả làm giảm H3A1C. Nếu mà nó còn cách mà cái mục tiêu điều trị của mình đó, nó còn cách xa thì mình phải chọn mấy cái thuốc nào mà có hiệu lực cao chứ thì nó mới đạt được chứ. Ví dụ như mấy nhóm siminiride nè, hoặc là nhóm nhóm siminiride nè, nó làm giảm tối đa là 1,5% HbA1c, còn cái insulin thì nó làm giảm HbA1c không giới hạn. Ví dụ như mình đặt ra cái mục tiêu điều trị cho bệnh nhân này HbA1c nó là 7% đi, mà giờ hiện tại là cái HbA1c của bệnh nhân đó, nó là 9% đi, tức là nó cắt 2% nữa, thì này là mình phải sử dụng insulin thì nó mới đạt được. Chứ còn mình sử dụng cái nhóm suvinil này thì nó hiệu quả tối đa của nó cũng 1,5% mà ha. Cho nên mình sẽ chọn dựa vào cái hiệu quả của nó, rồi mình chữa vào cái nguy cơ hạ đường huyết. Những người mà có nguy cơ hạ đường huyết nó cao đó thì mình đừng chọn cái thuốc mà nó có tác dụng phụ hạ đường huyết. Đây cái thuốc có tác dụng phụ hạ đường huyết là nhóm suvinil nè, hoặc là nhóm insulin nè, dựa vào cân nặng nè. Cái thuốc nào mà làm tăng cân thì mình đừng chọn ở những cái bệnh nhân béo phì á, mà mình nên chọn bệnh nhân béo phì thì mình ưu tiên chọn mấy cái thuốc là giảm cân hoặc là nó không làm tăng cân. Cái tác dụng phụ là gì, ví dụ như cái thuốc mà cái nhóm TZD nè, nó làm giữ nước nè, thì mấy cái ta là mấy cái bệnh nhân mà suy tim á mình đâu có chọn ha. Đó thì nó mình dựa vô tác dụng phụ. Rồi chi phí, mấy bệnh nhân nào mà cái thuốc mà mắc tiền nhất là nhóm thuốc nhóm mắc tiền nhất là nhóm đồng vận với gen là B1 đó. Hoặc là insulin thì insulin analog là thuốc mắc tiền, hoặc là mấy cái thuốc mới thì dự ức chế CNT2 đó, thì những cái chi phí là mình dựa theo bệnh nhân có tiền hay không mà mình chọn cái thuốc mắc hay là rẻ đó, mình chỉ lựa chọn dựa trên những cái yếu tố này để mình lựa chọn đó. Và phối hợp hai thuốc phải không, rồi tới cái phối hợp ba thuốc, mình sử dụng hai thuốc tới liều tối đa rồi mà nó vẫn chưa đạt được mục tiêu HbA1c nữa, mình tiếp tục phối hợp thuốc thứ ba nữa. Ví dụ ở đây metformin thuốc thứ nhất, thuốc thứ hai là nhóm suvinil nè, rồi thuốc thứ ba thì mình có thể phối hợp với TZD nè, hoặc ức chế D4, hoặc là đồng vận với GLP-1 nè, hoặc là ức chế CNT2 nè, hoặc là với insulin nè đó. Mình rồi nếu mà đó thì nó là vậy đó. Rồi nếu mà không được đó thì mình sẽ phối hợp trị liệu phối hợp đường tim, tức là mình sẽ cái trị liệu phối hợp đường tim có nghĩa là ở đây thí dụ như mình có điều trị insulin nền rồi mình phối hợp thêm cái thuốc tim nữa là insulin bữa ăn, hoặc là đồng vận với gen là B1 rồi thuốc để kiểm soát đường huyết sau ăn đó. Hoặc là đây mình ba thuốc thuốc là đều ba thuốc uống rồi mình muốn phối hợp thêm một cái thuốc tim nữa, thì nếu mà là insulin thì mình là chọn là insulin nền, hoặc là nếu mà mình phối hợp với đồng vận với gen là B1. Thì cái này cô nói sao mai mốt mà em học điều trị đi thì mấy em sẽ biết, tại mấy em hỏi cái câu là phối hợp thuốc như thế nào thì nói sơ qua cho mấy em hiểu cái cách phối hợp thuốc vậy đó. Chứ còn mà hiện nay thì mấy em học điều trị thì mình không học cái bản này nữa, mà mình học cái khuyến cáo của Bộ Y tế 2020, thì nó cũng tương tự như là cái khuyến cáo của ADA 2020-21 á. Em còn hỏi gì nữa không? Cái này là nói ra một cái cho mấy em sơ qua cái cách mà người ta mà phối hợp thuốc á.
Còn hỏi gì nữa không em? Rồi nếu mà không có hỏi gì thì nghỉ nha em. À, hỏi đi, nói đi. Được, để cô sẽ gửi cho mấy em mấy cái bài học mấy em cần thì cô sẽ gửi á. À mà mấy em ơi, còn cái bài thuốc chống huyết khối đó trong chương trình mấy em có đó là mấy em không có học nha, mấy em đọc qua cho biết thôi chứ mình thi cũng không có thi bài đó. Vậy là coi như lớp mấy em cô dạy xong rồi đó nha. Mấy em thấy trong trong quyển giáo trình của em á có thuốc bài thuốc chống huyết khối đó, mình không có học bài đó nha, không có thi luôn. Rồi còn ai thắc mắc gì nữa không? Vậy nghỉ thêm em. Rồi, cảm ơn em. À.